Xin chào tất cả mọi người đang xem video của kênh YouTube Khu vườn thú vị. Và nội dung của video ngày hôm nay, mình chia sẻ một cách để chăm sóc những cái hoa lan tại khu vườn của mình, gồm cả lan hồ điệp và lan Catalia. Và cách mình chỉ để những cây lan hồ điệp của mình chỉ ra một bông hoa nhằm mục đích gì để trả lời cho tất cả mọi người. Và mời mọi người cùng đón xem video. Cây lan hồ điệp tại khu vườn của mình, mọi người có thể thấy rễ của nó ra rất là nhiều và lá của nó có màu xanh. Nhưng thực ra cây đang thiếu chất rất là nhiều và đã bị héo tại vì một khoảng thời gian mình đã không tưới. Cho nên mình sẽ cắt bỏ hết những bông hoa đang phát triển như thế này. Một mình cây lan này nó đã cho 3 bông hoa và mình chỉ giữ lại một bông. Mình dùng kéo để cắt bỏ những vòi hoa đang phát triển và cách khoảng 5 cm. Và những cây lan Catalia, rễ nó đã ra rất là nhiều. Tại vì nguyên nhân của nó là nó đang bị thiếu nước, cho nên nó đã gây tổn thân và nó tăng số lượng rễ ra để giúp cho cây tìm kiếm nguồn nước. Mình đã chuẩn bị sẵn 2 miếng nha đam như thế này và mình dùng một miếng từ lá nha đam để mình sát khuẩn lại những vết cắt mà mình đã cắt những vòi hoa. Dùng lá nha đam gắn trực tiếp lên trên những vòi hoa đã cắt và mục đích này nó sẽ làm cho cây hấp thu thêm các chất dinh dưỡng và nó sẽ sát trùng đi vết cắt, không gây cây bị tổn thương. Mình giữ lại một vòi hoa để cho tiếp tục phát triển và mình sẽ cắt đi những cái chiếc rễ nó đã bị khô hoặc là bị hư. Và để tưới và bổ sung các chất dinh dưỡng cho cây, mình đã chuẩn bị sẵn một can nước vo gạo như thế này. Và mình để lắng khoảng 15 phút, mình lấy phần nước trong. Mình sẽ dùng 1 ly từ nước vo gạo và mình dùng phần nước trong, không sử dụng phần đã lắng. Với 1 ly nước vo gạo, mình sẽ sử dụng 2 ly nước sạch để pha với tỷ lệ là 1/3. Ngoài ra, mình còn sử dụng thêm một ít tinh bột nghệ và trong tinh bột nghệ chứa nhiều vitamin A và vitamin E và một số chất sát khuẩn, nó sẽ giúp cho cây hỗ trợ và phát triển cho cây. Sử dụng một thìa tinh bột nghệ khoảng 5 g và pha nó vào trong phần nước vo gạo đã pha với nước sạch. Khuấy đều để các dưỡng chất nó sẽ tan vào trong nước và sử dụng nước này để tưới cho những cây lan hồ điệp. Tưới nước vo gạo lên trên những chậu hoa lan sẽ bổ sung những vitamin nhóm B rất là cần thiết cho cây. Ngoài ra, tinh bột nghệ còn có vitamin A và vitamin E và các chất sát khuẩn nó sẽ giúp cho cây nhanh hồi phục. Và đặc biệt, từ nước vo gạo nó giúp cho rễ thân lá phát triển cực kỳ nhanh, cho nên việc sử dụng nước vo gạo mỗi ngày để tưới cho lan rất là hiệu quả và nó sẽ tiết kiệm thời gian cho mọi người. Thay vì sử dụng các loại phân bón hóa học, mọi người có thể sử dụng nước vo gạo hoặc là các loại phân hữu cơ được chiết xuất từ gừng, tỏi hoặc là từ dịch chuối, có thể bón cho những cây hoa lan phát triển cực kỳ khỏe mạnh. Ngoài ra, không thể thiếu nha đam là một chất kích rễ rất là nhanh cho cây và giúp cho cây nhanh ra hoa. Đặc biệt, nha đam nó sẽ giải độc cho cây. Và nhân đây,
Mình cũng chăm sóc cho những cây sen đá của mình bằng nước vo gạo. Mình sử dụng nước vo gạo để tưới lên trên những cây sen đá, giúp cho sen đá nó sẽ phát triển rất là nhanh nhờ hàm lượng vitamin nhóm B caroten trong cây.